Xong dạ, xin chào các bác nhé. Em vừa về em cái con máy sưởi gốm buồm cực VIP của hãng Panasonic. Đây là cái dòng cao cấp, nói chung là rất là hiếm các bạn, hàng đấu giá đi bay về đẹp như mới, đẹp gần như là không có vết gì các bác ơi, hàng đời cao. Cái dòng máy sưởi gốm này các bác dùng để làm ấm phòng cũng được, để làm thổi ấm trực tiếp ok, làm ngồi ăn cơm uống nước hay là người già sưởi hay là tắm chiếc các thứ cho trẻ em, hay nói chung là di chuyển đi đâu cũng được. Đấy, con này nó sản xuất năm 2019 các bác này, sưởi gốm buồm nó 2019 các bác nhé, cực đẹp luôn. Đây, tem mác điện 100V, sưởi gốm 1250W. Đấy, riêng Nhật họ đã làm thì khỏi phải nghĩ các bác, cực đẹp. Sưởi gốm buồm công nghệ nano y khử khuẩn, có cảm biến phát hiện người, tức là khi không có người trong phòng thì máy sẽ tự động hoạt động chế độ của không người. Đấy, bật tắt nano y khử khuẩn, có hẹn giờ tắt, hẹn giờ bật đầy đủ cả các chế độ sưởi ấm mạnh, sưởi ấm yếu. Đấy, chế độ làm ấm theo cảm biến, tức là hai mức độ này sẽ cảm biến theo nhiệt độ phòng này các bác này. Đấy, chế độ buồm, chế độ buồm có đèn báo không có nước này. Các bác để tay đây thoải mái nhé, không bao giờ lo cái độ nóng của nó bị sao, vì là cái nó làm rất an toàn cho người già và trẻ nhỏ, rất an toàn các bác. Đấy, không bao giờ phải nghĩ nhé. Đấy, ấm, làm ấm phòng thay cho một cái máy lạnh, thay cho cái máy lạnh 2 triệu luôn, hàng như mới luôn này các bạn, màu đen bóng đẹp, bình nước buồm này. Đấy, mới tinh, nói chung là xuất sắc luôn. Đây là khay nước rất là mới luôn nhé, hàng vài chả phải lau chùi gì cả, nó mới quá rồi chứ không cần phải làm gì nữa cả. Đấy, hàng đấu giá cực đẹp luôn. Đấy, cảm biến phát hiện người, hiếm có cái lô nào nó đẹp như này đấy các bạn. Mã số 1 các bạn nha. Cái chiếc này em bán là 3,6 triệu này, 3,6 triệu bảo hành 1 năm, điện 100V, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Con này các bác dùng biến áp tầm 1,5 kg nhé, nguyên bản nguyên zin, hàng Nhật nội địa, chuẩn hãng Panasonic. Đấy, các bác có nhu cầu alo nhé, chào các bác.